chuyển khỏi thành phố là mình cũng chọn xe kiểu đi xe công cộng đấy các bạn. Thì đây xe này đây cũng tầm hơn chục người ở này, hơn chục người đi này. Và đồ đạc ở đây thì mọi người sẽ để hết vào một cái thùng xe đằng sau và kéo bằng cái này đi. Thì đi từ đây về cái điểm mà mình muốn đi là hơn 300 cây, 350 cây nhưng mà mình có hỏi bạn ấy là cần mất bao nhiêu thời gian thì bạn chỉ nói là tầm khoảng 3 đến 4 tiếng thôi các bạn. Thì đường xá ở đây là đường chính là đi đẹp lắm, với cả ít xe ấy, người ta phóng xe vù 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 luôn ấy. Ok, let's go thôi. Vừa mới tới chỗ nghỉ đây các bạn. Đây là cái gian không gian đằng sau nhà thì cũng khá là đẹp và yên tĩnh. Gọi ly rượu ra ngoài uống cái bậm nhậu. Ok, một ngày nghỉ ngơi, hẹn các bạn vào ngày mai nha. Xin chào tất cả các bạn. Bữa trước mà khi mà mình có tới mà Rwanda là một cái đất nước ở mạn Đông Phi thì đến đấy mình là khá là bất ngờ khi mà một cái đất nước giữa lòng châu Phi rất nhỏ như vậy mà lại cực kỳ sạch sẽ. Thì lúc đấy là mình cứ nghĩ là đấy là một cái đất nước là sạch bậc nhất ở châu Phi ấy. Nhưng mà khi mà mình đến Namibia mấy ngày nay thì có lẽ là mình kiểu như là tìm ra được một cái chỗ mà có vẻ là còn sạch hơn cả một ở Rwanda các bạn ạ. Và hiện tại đây mình đang ở một cái thành phố biển của Namibia. Mấy hôm trước là mình ở trong thủ đô thì mình thấy ở đấy là người ta cũng rất sạch rồi ấy. Và về đến đây thì mình kiểu như mình muốn đến một cái thành phố khác để kiểm chứng lại xem là xem như những cái nơi khác trong Namibia có sạch không. Nhưng mà không ngờ là đến đây rồi thì mình công nhận là đất nước này rất sạch các bạn ạ. Đường xá thì đi là sạch sẽ này, ô tô thì đi kiểu nó vừa phải ấy, tại vì dân ở đây ít mà. Đấy, bây giờ đây là cái đất nước mà sạch nhất mà mình đã từng đi rồi các bạn. Này có rất nhiều cây kiểu như không biết phải cây cọ hay cây gì nhỉ, mình chả biết cây này cây gì cơ. Trước cứ nghĩ là đến châu Phi nước nào cũng không phát triển, ai ngờ là đi một ngày đàng là mở rộng thêm một tầm mắt, một cái suy nghĩ khác về châu Phi đây. Một phần ở đây thì người ta cũng kiểm soát được là kiểu về cái độ sạch sẽ ấy. Là vì đất nước ở đây thì cũng chỉ có 2,5 triệu dân thôi mà đất rộng. Dọc đường đây thì có những cái quán ăn ở đây, người ta bán cả những cái đồ như bánh mì này và rất nhiều loại luôn ở đây các bạn. Đấy, kiểu đồ Tây Tây một chút, pizza này, đây, bánh mì chuột này. Đây, cho các bạn xem qua một lượt nhé, rất nhiều các loại bánh khác nhau các bạn. Mời các bạn cùng uống sữa chua với mình nhé. Món chính đây, đây món chính là cái món súp này đây các bạn. Thì đây cái goulash súp này mình chả biết bên trong nó có cái gì nữa. Như là thịt bò này và những cái loại kiểu như nấm rồi cà chua này, đây nấm này. Đó. Ăn cùng với cả bánh mì. Mà kiểu này ăn đúng chấm cùng bánh mì, kiểu bánh mì với cả bò sốt vang ở Việt Nam mình vậy. Được, hấp dẫn đấy. Ngon. Bánh mì cũng kiểu đặc ruột đấy các bạn. Ngon quá. Dưới biển thì có những cái nhà mà kiểu cũng người ta xây dựng lên cũng kiểu nhỏ nhỏ, kiểu như là người ta không có xây to ấy, nhưng mà nhà rất đẹp luôn á. Kiểu đây, xây kiểu như mấy cái villa này. Đây xây nhà theo kiểu phương Tây này. Các bạn thấy là đâu có tường cao gì đâu, chỉ có cửa như thế này thôi. Chứng tỏ là cái khu vực này thì an ninh cũng khá tốt, không có kiểu như là trộm cướp nhảy vào nhà ấy. Đằng xa kia cũng có cái xe bus mà người ta làm thành cái chỗ mà để bán đồ ăn nhanh rồi nước uống.
Mấy anh công nhân ở đây chăm cỏ xong là cỏ êm quá nằm ngủ luôn này. Đấy. Dãy phố mà có những cái cửa hàng cà phê rồi bán đồ lưu niệm này các bạn. Anh ở đây người ta thiết kế thì không có những kiểu nhà to, thì người ta chỉ thiết kế vừa đủ thôi nhưng mà rất đẹp. À, bên này là quán cà phê này. À, các bạn có thấy là chỗ này, nếu mà nói mà đây là một châu Âu của giữa lòng châu Phi thì cũng không phải là sai đúng không? Tại vì ở đây là người châu Âu, người da trắng là sống ở đây là nhiều ấy. Và cái cách trang trí nhà cửa rồi quán ăn thì đó, thì mình cũng chưa sang châu Âu bao giờ cả, nhưng mà xem những cái clip mà trên mạng thì mình thấy là khá là giống châu Âu đấy. Mình cảm nhận mấy ngày ở đây mình không thích sống ở Namibia đâu, tại vì ít người, buồn quá. Đi chỉ có vài cái thành phố lớn là đông người thôi, còn lại là chả có cái gì cả. Mà thành phố lớn đây, như các bạn thấy đây, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, ngày nghỉ của người ta, nhưng mà ra đường nó cứ điều hưu kiểu gì á. Đối với bản thân mình thì vẫn sống ở Việt Nam vẫn là sướng nhất các bạn ạ. Cũng thể đấy là lý do là mình là người Việt Nam thì mình sống ở Việt Nam, quê hương mình là thấy sướng. Nhưng mà một phần nữa là đồ ăn ở Việt Nam nó cũng rất là rẻ và mọi thứ đều các bạn kiểu thấy ra đường đều có sẵn ấy. Ăn uống nghỉ ngơi chơi bời, mọi thứ nó đều có cả. Trong đây thì cũng có siêu xe kiểu chạy trong thành phố ấy. Khu này thì người sống là cũng kiểu da trắng nhiều thì người ta là... Are you a YouTuber? Yeah, I'm a YouTuber. Hi, how are you? Are you from Japan? No, I'm from Vietnam. Oh, from Vietnam. You know Vietnam? I know Vietnam. Okay, thank Taipei, you. Right? No, Vietnam. Oh, okay, no, Taipei is Taiwan. Yeah. Okay, all right, good. Okay, have a good day. Như tập trước mình cũng nói là người da trắng là chiếm 6%, là tầm 160.000 người trong 2,5 triệu người ở Namibia. Nhưng mà người ta nắm cái phần bất động sản và kinh tế người ta giàu có hơn ấy. Nên là khi mà đến vùng này thì mình thấy là nhiều người da trắng ở đây và có nhiều siêu xe như vừa nãy đấy. Và nhưng mà 6% là mình đọc được trên mạng các bạn ạ. Nhưng mà khi mà hỏi người dân ở đây thì người ta nói là con số đấy còn lớn hơn đấy. Tại vì còn nhiều người từ Nam Phi người ta đang dần người ta chuyển hướng định cư sang Namibia để người ta sống ấy. Thì những người bản địa mà nói là tầm khoảng 15% người da trắng đang sống ở Namibia. Đến địa điểm ngay trước mặt mình đây là hết địa phận của thị trấn này. Thì các bạn thấy không? Đằng sau kia là bắt đầu là đến sa mạc rồi này. Thì ở đây các bạn thấy cái máy bay trên kia không? Thì trên này, trong này nó có một cái dịch vụ là đi nhảy dù ấy, nhảy từ trên máy bay xuống ấy. Thì xong đoạn này ở đây mình ra tham quan một lát, xong là mình sẽ đến cái công ty đó để hỏi về cái dịch vụ mà nhảy từ máy bay xuống. Thì đa số ở đây thì mình thấy là những cái quán ăn nó kiểu kiểu này này, nó không phải là kiểu đường phố đâu. Trong này kiểu món kiểu toàn món kiểu tây á. Đấy, thì giờ mình gọi cái này là súp tôm các bạn ạ. Ăn cùng với cả bánh mì đây. Đó, bánh mì đây. Rồi này là gọi là gì? Cocktail hay cái gì đấy. Rồi mời các bạn cùng ăn với mình nhá. Sau 2 ngày thì kiểu hôm qua thì trời nó cũng không được đẹp ấy. Thì đến hôm nay là mình đã đến cái giờ mà mình đặt để mình chơi nhảy dù rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi nhảy dù đây. Cái cảm giác mà nhảy từ trên máy bay xuống là mình chưa giờ mình trải qua bao giờ cả.
Nên là bây giờ mình đang khá hồi hộp và không biết cái trải nghiệm lần này như thế nào đây. Nhưng mà nói chung là sẽ rất ấn tượng và thú vị đấy các bạn. Đấy. Đấy, bạn lái xe này từ cái chỗ mà công ty skydiving bạn ấy đang đứng ở ngoài rồi. It's skydiving right? Yeah. Okay. Mình đã tới cái chỗ mà bay rồi, chắc là tí bay bằng hai con máy bay kia kìa. Bây giờ đi vào trong, bên trong này là cũng có, hôm nay là mình có 5 bạn đi cùng mình nữa. Đấy thì rất háo hức và hồi hộp đây các bạn. À kia có hai cái máy bay đang sẵn sàng để đường băng rồi kìa. Đấy thì vào đây giờ là thanh toán rồi thủ tục với các thứ xong xuôi đã. Đấy các bạn thấy đi xung quanh toàn ra khỏi rìa thành phố cái là toàn sa mạc không à. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ để đồ đạc ở đây. Những cái đồ gì, tại vì lên máy bay các bạn ạ, những cái đồ như máy quay hay là điện thoại các thứ mà rơi xuống thì rất nguy hiểm. Nên là mình sẽ để hết đồ ở đây. Và đơn giản như cái camera của mình thì mình cũng phải để đây các bạn, phải quay bằng máy quay của người khác. Thank you. And Skeleton Beach. Were you picked up at Skeleton Beach? Yes. So I have to discuss. À, trước khi bay là mình phải điền những cái thông tin là như là quê quán ở đâu, chọn những cái lựa chọn như thế nào này, bay bao nhiêu feet này. Thì mình giờ mình chọn là 15.000 feet với cả một cái này là cái hỗ trợ để có thể làm quay này. Quay này thì cái... À, với cái chọn gói này là mình phải trả tầm khoảng mười mấy triệu thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng chưa nhân rõ ra, để tí nữa để xem hết bao tiền nhá. Và tầm hơn chục triệu các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mình bay và mình chọn cái mức cao nhất để mình bay. Đó, sẽ thử. À, tổng tiền của cái này là 11 triệu 500. Thì... Ni hao. Hello. Hello, hello. You started skydiving. Yeah. Oh, nice. Đây là bạn cùng phòng với mình đây các bạn. À, quên, bạn cùng cái khách sạn của mình. We stay same hotel. Okay, see you. Thì... có hai anh em thì anh kiểu như là bạn ấy người Trung Quốc ấy, thì bạn ấy chắc là cũng ở đây 26 tuổi rồi các bạn, nhưng mà cũng đi 130 nước rồi đấy. Nói chung là cũng thuộc dạng kinh khủng ấy. Và đi kiểu đi bằng xe máy ấy các bạn. Cũng không phải dạng vừa đâu. Toàn cao thủ ở đây thôi. Thì thời gian ở đây thì bạn ấy cũng kiểu như bạn cũng học qua cái kiểu như nhảy dù ấy. Đấy, trong kia thì có cả những cái loại máy bay mà lớn hơn. À đâu, hình như cũng vậy thôi à. Cũng na ná như nhau thôi. Hai cái kho chỗ để máy bay. Đằng sau một cái, đây một cái. Và đây nữa này. Đây, Fly School. Thì ai mà muốn kiểu như nhảy dù mà muốn nhảy dù mà từ trên cao máy bay xuống ấy là phải có giấy phép các bạn ạ. Thì chỗ này là mình nghĩ là người ta cũng là đào tạo những cái người kiểu như là ai muốn học mà nhảy dù ấy thì cũng có thể là đến đây để học. Rất thú vị. Hôm nay là một trải nghiệm rất thú vị đấy các bạn. Đấy, các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những trải nghiệm mới lạ nhất của mình nhé các bạn. Đấy thì đi khám phá thế giới mà có cái gì lạ là mình sẽ trải nghiệm hết để chia sẻ, vừa là bản thân vừa là chia sẻ cho các bạn ở đây. Như là một cái nghĩa vụ để làm YouTube chia sẻ những gì hay nhất cho các bạn coi. Hãy đăng ký nha các bạn. Sweden. All right, well represented for us. Door is open. You can take your hands and just hang on to the harness. All right. So đây là trong cái quầy đây có rất nhiều những cái bức ảnh của những cái người mà đã tham gia từ trước. Người ta có gắn vào đây làm những cái bức ảnh kỷ niệm đấy các bạn. Đây còn trong này là cái nơi mà để dù và những đây, cái này là cái dù này. Cái này là có kiểu như là để hai người ấy, kiểu như là một người kèm mình phải mặc cái bộ đồ này vào xong rồi mình cũng chui vào luôn. Đây bạn này là cũng ở cùng với cả khách sạn với mình đấy các bạn. Thì bạn này cũng ở mình gọi là anh. Đấy, anh này anh hơn mình 2 tuổi.
anh cũng đi là 60 mấy nước rồi các bạn. Gần 3 năm chưa về nhà đấy. Còn đây là cái chỗ mà kiểu như người ta chia theo team đấy các bạn. 1, 2, 3, 4. Chiều nay là có 4 đội sẽ nhảy. Thì mình ở cái đội 2. Đội 2 thì sau 1 tiếng nữa, sau 1 tiếng nữa là đến lượt mình. Tất cả mọi người đang mặc đồ này. So you guys are learning and jumping here, huh? Yeah, yeah. No, it's 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Because here study the jump is super cheap. Like $2,000 US dollars. For learning. Yeah, for studying. And include 25 jump. After your 25 jump, it's like $30 per jump. Ah, okay. So it's studying. Ôi trời ơi, các bạn ơi, đúng là một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời các bạn ạ.
thì sau cái sau một khi mình kiểu như hạ cánh ấy, thì 40 phút đầu là mình kiểu như đầu óc vẫn ở trên mây này. Đấy, thì đến bây giờ là qua hơn một tiếng rồi là mình mới bắt đầu là thấy ổn. Đấy, bạn này đây mà bạn ấy bay kiểu liên tục là 3 lần đấy. Đấy, nhưng mà đúng là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng mà đi cùng mình, nhảy cùng dù cùng mình này luôn luôn có những cái người mà kiểu như người ta đã chuyên nghiệp rồi đấy. Người ta có giấy phép, người ta đã bay nhảy dù rất nhiều lần rồi. Thì những cái người đấy là những người mà để nhảy cùng với mình, như cái anh vừa nãy là anh ấy đằng sau mình này. Wow. Đấy, và đây là mấy anh công nhân ở đây đang thu dọn lại những cái đồ mà vừa nhảy dù xong, gấp gọn lại. Sau mỗi chuyến bay đây, như bạn này ở đây, bạn ấy sẽ ghi lại những cái ngày bay, bay bao nhiêu chuyến. Đấy, thì sau 25-30 chuyến thì sẽ có cái giấy phép. Đấy. Mình bay một chuyến và đã thấy kinh rồi, mà mấy bạn này, bạn ấy mới đến đây và bạn ấy bay học giấy phép luôn. See you, see you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. See you. Ok, bây giờ mình sẽ đi về lại khách sạn rồi các bạn. Một trải nghiệm tuyệt vời. Thì tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể đón chờ những trải nghiệm mới nhất của mình trên hành trình nhá. Thì tập sau hoặc cũng thể tập sau nữa là mình sẽ sang Angola để tìm kiếm những câu chuyện khác. Giờ thì let's go. Đừng quên ấn like nha các bạn nhá. Và đăng ký kênh nữa. Xe bây giờ sẽ chở mình đi về lại khách sạn đây.